Xuất hiện thứ 10 trong series siêu nhân sấm sét, một cơ khí vừa để chiến đấu vừa có vai trò thám hiểm trên bầu trời. Gogo Z, một chiếc máy bay phản lực. Gogo Z cũng đóng vai trò là một phương tiện chuyên chở cho các cơ khí phụ khác. Nhấn nút phía trên để kích hoạt cơ chế bắn phần đầu của Gogo Z.